Xin mến chào các bạn nha. Chiều hôm nay mình sẽ quay lại bãi thả diều ở bên cầu Cổ Chiên của tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Đây là cây cầu mà chúng ta nhìn ở trên cao. Cầu này có độ dài là 1.600 mét. Thì đây là cái nơi mà mình sẽ đến thả diều nha. Thì cái nơi này thuộc địa phận của tỉnh Trà Vinh. Thì ở bờ bên kia đó là địa phận của tỉnh Bến Tre. Thì mình đi qua từ Bến Tre. Rồi các bạn thấy bây giờ đây là cái địa điểm thả diều của mình. Thì chúng ta có thấy một cái cây me tây, người ta còn gọi là cái còng á, nó nằm ở phía dưới chân cầu mà cái ảnh phía trước chúng ta đã thấy. Chiều hôm nay á, trời sắp mưa, có mây rất là nhiều cho nên gió rất lớn nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để thả thử diều trong gió lớn xem như thế nào đây. Chiều nay thả gió trời mưa các bạn, gió rất là lớn. Chịu gió rất là tốt, các bạn thấy à? Con mà nó chịu gió vậy mới được. Đó là mấy con diều chất lượng. Dàn diều lớn luôn. Thấy gió không? Dàn diều lớn rồi. Rất là dữ luôn.
cái chút xíu có chịu nổi không? Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.